Em thấy bạn em piu da xong đẹp quá nên học theo, giờ mặt ngứa ran đỏ ửng lên. Bạn em bảo thế là bình thường, ai cũng thế mà em lo quá. Có sao không bác sĩ? Chào em nhé, em đang dùng một cái giải pháp người ta gọi là lột da đấy. Lột da thì người ta chia làm hai loại lột da, một là cái lột da vật lý, thứ hai là lột da sinh học hay gọi là lột da hóa học. Lột da vật lý tức là chúng ta dùng những cái công cụ, những cái máy, ví dụ như là những cái máy mà để chúng ta làm lột da thì nó sẽ làm da các em bong ra, sau đó thì nó mất đi cái lớp da đó và nó để lộ lớp da non ở phía dưới. Nó dùng để giải quyết một số các tình trạng da, ví dụ như sần sùi này, da mà không được mịn màng, lỗ chân lông to, và muốn một làn da nó được tái tạo đẹp hơn. Hai là lột da sinh học hay là hóa học, tức là sử dụng một số sản phẩm như là BHA này, AHA này, hoặc là retinol này để chúng ta peel cái da đi. Thì em đang sử dụng một giải pháp người ta gọi là peel da sinh học hoặc là peel da hóa học cũng là đúng. Thì tùy mức độ mà em sử dụng sản phẩm nó sẽ gây ra cái hiện tượng là nó peel ở mức độ là nặng hay nhẹ, đúng không ạ? Đa số thì những cái sản phẩm mà để quảng cáo để làm đẹp thật nhanh ấy, thì người ta sẽ dùng một cái mức độ peel rất là mạnh, tức là toàn bộ lớp da trên bề mặt của em sẽ lột ra. Và em thấy quảng cáo đấy, xem một số các cái video của một số các bạn quảng cáo về các sản phẩm peel da thì các bạn ấy hay là cái kéo ấy, hoặc là các bạn ấy cắt phần da mới bong ra, hoặc là lột ra toàn bộ cái vùng chân, tay và trên mặt đấy, giống như một con rắn nó lột da ấy. Thì trong y học ấy, cái phương pháp lột da nó không mới, và với bác sĩ da liễu thì cái này nó rất là bình thường, quen thuộc và không có gì là lạ cả. Tuy nhiên là gì, việc lột rất dễ nhưng làm sao để có thể kiểm soát được những cái biến chứng của quá trình lột thì nó lại không dễ dàng chút nào. Em đang ở trong cái giai đoạn gọi là viêm da tiếp xúc với cả cái sản phẩm peel da. Khi mà sản phẩm đấy em dùng ở trên da của em thì nó sẽ gây ra hiện tượng là gì, hoại tử cái bề mặt da của em và cắt các cầu nối liên kết của da, khiến cho lớp da của em nó chết đi và dần dần nó sẽ bong ra khỏi lớp da cũ, và sau đó thì nó lộ cái lớp da mới của em ra. Thì thường khi nó lộ ra, bao giờ đấy người peel da thường thấy ban đầu rất là đẹp. Bởi vì sao? Khi ta peel da ấy thì cái lớp da non phía dưới lộ lên bề mặt thì nó trắng, nó hồng. Hồng là bởi vì nó rất là mỏng nên là các cái lớp mà da đấy nó không che phủ được mạch máu phía dưới và khiến cho mạch máu ấy nó biểu hiện cái độ hồng của da, và lỗ chân lông nó cũng rất là nhỏ. Nhưng cái việc đó khiến cho da của em cực kỳ yếu, chẳng khác gì trong mùa đông mà em lại chỉ mặc mỗi một cái áo lót thôi. Chính vì vậy nên là da em sẽ bị tổn thương rất nặng về sau này. Chắc chắn là em cần phải điều trị cái viêm da tiếp xúc thật sớm để chúng ta có thể kiểm soát quá trình biến chứng của peel này. Nếu không sau này em sẽ lên mụn, em sẽ có nám và da sẽ lão hóa rất nhiều. Đó là lời khuyên của tôi. Chúc em sẽ sớm bình phục nhé.